Kính thưa quý cha Tổng Tuyên Ý, kính thưa Hòa Thượng, kính thưa ông Tổng Bí Thư, kính thưa Đô Đốc, kính thưa toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong diễn đàn. Đi đấu tranh từ năm 16 tuổi, nhưng mà chúng tôi chỉ có lần đánh, cho đến ngày hôm nay thì mới được lần đầu tiên. Nếu Cộng sản nó tìm tôi thì nó khoác cho cái án tử hình, hôm nay gặp ông Chánh khoác cho cái vòng hoa danh dự. Đó là một kỷ niệm ngược đời và cũng lại là nhất đời. Và cũng vì vậy, chỉ một lòng hợp tác toàn thể quý vị để tiếp tục đấu tranh cho đến ngày thành công. Tất cả những cái gì mà chúng tôi đi được trong đất nước của chúng tôi trao trả lại cho tất cả trong bàn tay ông Nguyễn Hữu Chánh, là người số một trong đất nước Việt Nam, biết tất cả những cái gì là cái bí mật về tài sản của quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi không trao gửi cho bất cứ một người nào khác. Xin trân trọng chúc quý vị thành công. Vâng, xin cảm ơn Phó Chủ tịch.